Thưa quý vị, nếu như trước đây, mô hình tuần lễ Open House, tiết học mở, mời phụ huynh đến dự giờ học của con em mình mới dừng lại ở môn tiếng Anh, thì nay Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM đã khuyến khích các trường tiểu học mở rộng thực hiện mô hình này ở tất cả các môn học và khối lớp. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của từng trường và đăng ký của giáo viên, các trường sẽ tổ chức mời phụ huynh đến dự các tiết học để hiểu hơn về công tác giảng dạy cho các em. Là trường tiểu học đầu tiên của quận Bình Tân thực hiện tiết học mở và cũng là trường tiểu học có số học sinh đông nhất quận với 109 lớp học, hơn 5.000 học sinh. Việc tổ chức để phụ huynh tham gia tiết học với con của trường tiểu học Ngô Quyền càng mang nhiều ý nghĩa. Từ đây, phụ huynh có thể hiểu hơn về phương pháp giảng dạy của giáo viên, những khó khăn, nỗ lực mà giáo viên phải đối mặt để có thể đồng hành cùng với nhà trường trong việc giáo dục các con. Không chỉ tham gia các tiết học mở, nhà trường còn tạo điều kiện cho phụ huynh tham quan quy trình bếp ăn cùng con dùng bữa trưa. Có thể trải nghiệm cùng con từ cái việc học tập đến việc ăn uống, biết được là con nó ăn như thế nào và cái việc học hành của con ở trường như thế nào. Phụ huynh sẽ chia sẻ những cái băn khoăn, những cái thắc mắc của mình để được nhà trường giải đáp. Và tiếp theo nữa thì nhà trường là cũng công khai cái chất lượng giáo dục để qua những ý kiến đóng góp mà xây dựng của phụ huynh. Dù mô hình tiết học mở không còn quá mới với giáo viên của trường tiểu học Trần Hưng Đạo quận 1, song để có được tiết học sinh động thú vị, giáo viên đã phải sáng tạo chuẩn bị bài giảng với nhiều hình thức. Chỉ với 35 phút tham gia cùng con ở bộ môn tiếng Việt, nhưng cũng đủ để phụ huynh hiểu được sự khác biệt về chương trình trước đây và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhờ đó, gia đình sẽ có sự điều chỉnh trong việc hướng dẫn con tự học tại nhà theo hướng trực quan sinh động, tăng cường ứng dụng vào đời sống. Phụ huynh đi tham gia ít nhất là biết con mình đang ở đâu, con mình như thế nào và về mình cũng sẽ phối hợp được cùng với nhà trường, cùng với thầy cô trong việc là định hướng cho con để con được hoàn thiện tốt nhất cái kỹ năng của mình. Phụ huynh cũng hiểu thêm được là cái hoạt động giảng dạy và hoạt động học tập trong một cái tiết học của nhà trường như thế nào. Thông qua cái tiết học mở này thì phụ huynh có thể nắm bắt được rõ hơn về chương trình giáo dục phổ thông 2018 để có thể ở nhà hỗ trợ các con hơn trong cái việc học của các con. Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cho biết tuần lễ tiết học mở tại các trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM là hoạt động được nhiều phụ huynh mong đợi trong năm học. Tuy nhiên, hiện TP.HCM vẫn chưa đạt được 100% số trường tiểu học thực hiện vì một số giáo viên còn ngại gần khi có sự xuất hiện của phụ huynh trong lớp học. Nỗ lực từng bước của các trường khi thực hiện mô hình này không chỉ là cơ hội để cha mẹ học sinh, nhà trường cùng hiểu và đồng hành cùng nhau, mà còn là thước đo đánh giá mức độ hiệu quả công tác giảng dạy của giáo viên.